Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì lâu quá không được gặp các bạn đấy, nhìn tôi nhớ các bạn lắm các bạn ơi. Ok, thì hôm nay tôi sẽ có một cái bài rap và lòng biết ơn nha các bạn. Hôm nay tôi chiếu luôn cái lời bài hát của mình lên lên đây luôn. Đấy, cái chất chưa chiếu luôn cái bài hát của mình lên đây, và đây là beat nha các bạn. Đây beat, beat sắc là piano rap nè. Ok, bây giờ tôi sẽ rap rồi nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ rap nha. Ok, giờ rap thôi nè. Let's go. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Gieo lòng biết ơn. Yeah. Gieo lòng biết ơn vào trái tim mình. Âu cũng là trồng một cây bồ đề trong tâm khi chúng ta còn trẻ, mấy ai thấu được những triết lý nhân sinh và trân trọng những điều ngay bên mình. Khi ấy chúng ta muốn thể hiện, muốn dùng tất cả những gì gọi là lợi thế để vô ra bản lĩnh. Không mảy may hỏi rằng chỗ ngộ chúng ta bắt nguồn từ nơi đâu. Yeah, yeah. Chỗ rằng chúng ta bắt nguồn từ nơi đâu. Yeah, yeah. Bắt nguồn từ nơi đâu. Yeah, yeah. Yeah, lên nào nè. Bắt nguồn từ nơi đâu. Yeah. Bắt nguồn từ nơi đâu. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Đến một ngày rồi sự ngông cuồng của tuổi trẻ sẽ qua đi. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng mọi sự vật sự việc trên trời đều có lý do của nó. Và chúng ta cảm thấy lòng biết ơn nảy nở trong mình. Tâm và vũ trụ vận hành theo quy luật đồng thanh tương ứng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cả hai cộng hưởng của nhau. Nếu có một trái tim hoan hỷ biết ơn thì sẽ đáp lại cho ta sự bình yên, sự bình an thanh tịnh. Hãy biết ơn điều đó. Hãy biết ơn điều đó nhỉ. Lòng biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì có giá trị và mình nhận được từ người khác, với hay với những thành quả rao động cho cha ông lễ đại. Yeah. Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc. Ta có những con người vô cùng biết ơn và lắng động tình người, đó là lòng biết ơn cha mẹ và những người đã sinh ra mình. Yeah. Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất của con người. Yeah, yeah. Lòng biết ơn là cản trở phẩm chất của con người. Yeah. Cơ sở phẩm chất của con người. Yeah, yeah. Phẩm chất của con người. Oh yeah, oh yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Biết như vậy là được rồi anh em. Ok, và nếu như các bạn thích video hãy cho mình một like và một sao của kênh của mình. Và nếu thích hơn thì nhấn vào cái chuông, nhấn vào đăng ký và share, like and share cho mình nhé. Cái này thì mình làm trên định thu âm rồi, nhưng mà cái tai nghe bị hư đó các bạn. Tai nghe gaming á các bạn. Đấy, mình dùng đỡ cái tai nghe này. Đấy, để mà mình có tiền là mình mua một cái tai nghe gaming có thu được nhạc trong luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy cho mình một like nha. Bye bye, see ya.